Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại cầu Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra cho thấy xe tải gây tai nạn đã chở vượt quá khối lượng cho phép hơn 50%. Sau khi các cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc kiểm tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, cho thấy xe tải gây tai nạn đã vi phạm quy định về tải trọng xe khi lưu thông, cụ thể đã chở vượt khối lượng chuyên chở cho phép hơn 50%. Việc để xảy ra tai nạn giao thông là do yếu tố chủ quan của người điều khiển, tình trạng kỹ thuật phương tiện không bảo đảm an toàn. Qua kiểm tra cho thấy tình trạng kỹ thuật cầu Phú Mỹ bảo đảm hoạt động ổn định theo thiết kế được duyệt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn tại cầu Phú Mỹ. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống đang là vấn đề nóng gần đây. Nhiều chuyên gia đồng tình với việc tăng thuế, nhưng cho rằng việc áp dụng đột ngột sẽ khiến cho doanh nghiệp không xoay sở kịp, do đó thì mục đích tăng thu ngân sách cũng khó đạt được. Vì vậy cần phải xem xét mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và giãn lộ trình tăng một cách hợp lý để tránh gây sốc. Tại dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình với rượu trên 20 độ từ 65% hiện tại lên 100% vào năm 2030. Tương tự, rượu dưới 20 độ từ 35% lên 50%, sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 65% lên 100%. Dù ủng hộ quyết định tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các mặt hàng đồ uống được đề nghị, nhưng các chuyên gia cho rằng việc triển khai chính sách này cũng cần được xem xét kỹ lưỡng từ góc độ kinh tế, xã hội, đặc biệt là xét đến những phản hồi từ các doanh nghiệp. Nếu áp dụng ngay cái phương pháp tuyệt đối hoặc phương pháp hỗn hợp thì sẽ gây ra cú sốc và thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa lâu nay, cũng như thiệt hại cho chính người tiêu dùng. Bởi vì đại bộ phận chúng ta có thu nhập trung bình thì chúng ta không có tiền để tiêu thụ những cái loại đồ uống cao cấp mà có giá hàng triệu đồng một chai, có giá hàng trăm nghìn một chai bia. Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam cho biết, dù chưa đánh giá hết được các tác động, song nếu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt như đề xuất, chắc chắn sẽ là cú sốc lớn đối với các doanh nghiệp. Thì các doanh nghiệp mong muốn là với cái đề xuất tăng thuế như vậy thì các cơ quan nhà nước, ban soạn thảo cũng như là Quốc hội, Chính phủ cũng xem xét cái mức tăng cho nó phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay, cũng như là cái lộ trình tăng nó được giãn ra để mà các cái doanh nghiệp cũng có cái thời gian để thích ứng. Thể là năm 2026 chúng ta chỉ tăng lên 5% và giãn ra 2 năm chúng ta mới tăng thêm 5% để tối đa là đến năm 2030 là đạt được 80%. Các chuyên gia khuyến nghị cần khảo sát và đánh giá định lượng với số liệu cụ thể về tác động của dự thảo đối với kinh tế xã hội Việt Nam. Việc này không chỉ giúp đưa ra các quyết định chính sách hợp lý hơn mà còn bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình triển khai chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt. Tỉnh Quảng Bình có nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm với mật độ giao thông dày đặc. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.4, Khu Quản lý Đường bộ 2 đã có nhiều giải pháp phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa hành lang vi phạm an toàn giao thông. Thời gian vừa qua, do không nắm rõ những quy định về hành lang đường bộ, nên nhiều hộ dân tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có một số hành vi vi phạm đến hành lang quốc lộ 1A. Sau khi được tuyên truyền về các nội quy, quy định, người dân đã sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trả lại hành lang cho tuyến đường. Hiện nay trên địa bàn thôn Lộc, chúng tôi là đại đa số các hộ kinh doanh nên là các biển báo rồi cây là lấn sang lề đường. Tương tự sau đó thì đối với người dân chúng tôi thì chấp hành nghiêm chỉnh việc là tự giải tỏa và ủng hộ tuyên truyền cho mọi người dân là tự tháo dỡ. Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.4 đã triển khai giải tỏa rất nhiều vi phạm trên các tuyến quốc lộ. Với các hộ vi phạm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động để người dân hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu. Tôi đã xây dựng chi tiết kế hoạch và gửi văn bản đến Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Công an các huyện và tất cả các xã có các tuyến quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua và triển khai phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tiến hành giải tỏa đồng loạt trên các tuyến quốc lộ. Ban An toàn giao thông cũng đã có sự chỉ đạo cũng như phối hợp với cơ quan ban ngành là để mà tăng cường công tác tuyên truyền cũng như vận động người dân là giải phóng hành lang. Việc này là việc thường xuyên và để đòi hỏi làm sâu để người dân để nhận thức được cái vai trò của công tác giải phóng hành lang. Để người dân thay đổi nhận thức, tự giác chấp hành an toàn hành lang đường bộ
đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo đường thông, hè thoáng, góp phần làm giảm tai nạn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.